Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành chấm cơm anh em ngày hôm nay ha. Thì hàng về từ chiều hôm qua nhưng mà em chưa có thời gian em quay cho anh chị xem. Bữa nay mới có thời gian quay nên anh chị mới về được 4 hộp, hai hộp Nokia 6003 đây anh chị. Hàng này đã qua sử dụng rồi anh chị, hình thức khoảng 97 đến 98%, cũng có những vết xước nhẹ theo năm tháng nha. Một cây. Bên trong thì cũng như nhau, sạc, rồi tai nghe, pin, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ, đây một cây. Đó. Sau ba bữa giờ anh chị kiếm mà chưa có hàng nè, nay về được hai hộp thôi. Cái gáy này anh chị, Đó. mặt trước mặt sau, bên trong thì cũng uh... có tai nghe, pin, rồi cái này có được cái bao da luôn chị, cái máy này. Uh... 6210 nè 6210 uh, full book anh chị nào mà muốn uh, cái rẻ thì có cây máy trần được hai cây máy trần thì nó rẻ hơn cái máy full book hai cây anh chị Đó. xài giống như là 6310 y anh chị nhưng mà cái này nó gọn gọn nhìn nó đẹp nguyên tin và một cây Nokia 515 màu trắng đẹp can full book luôn gần như mới luôn nha anh chị màu trắng này hiếm anh chị bữa giờ về toàn màu đen mới con lần này là được về màu trắng mà full book luôn thị trường bây giờ màu trắng thì hàng full book này rất là hiếm nha anh chị cái này bản là châu âu một sim email đó email là sẽ trùng hết về được uh, hai hộp sáu ba, với lại uh một hộp 6210 và một hộp 515 cái này đây có pin có pin này nên chị phím nó sáng rực nè mặt sau này em về em chưa vệ sinh nữa lau chùi nhẹ là rất là đẹp cái đặt chuông cũng vô đây cài đặt thôi này là nguyên bản chưa tiếng việt để em chỉnh, chỉnh chuông khác thử xem. Cái này như là chỉnh uh, chế độ là nó uh, tăng dần, còn cái chế độ này là nó sẽ phát rất lớn luôn, Đó. chọn mát luôn. anh chị muốn thích chuông khác thì chỉnh chuông khác. để em chỉnh cái loại chuông khác. Đây. Tại vì đèn nó sáng nó nhìn hơi khó nhìn một tí nha anh chị. Ok chuông này đi. Vẫn là chuông này là vẫn là huyền thoại nhất. 4 cây. 2 cây 63. Đây một cây nữa nè. Cây này em chưa có lắp pin. Anh chị nào mua liên hệ em. Có số điện thoại hotline ở phía dưới. Cây 515. Rồi, ok. Rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Noga Sạch Hành bên em. Chúc anh chị có ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc với người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha. Bye bye.